Alo, dạ em xin mến chào quý đại gia đình thân thương của em nha. Chào mừng mọi người đã đến với kênh YouTube của Ngọc nha. Và Ngọc mến chúc đại gia đình của mình một ngày thật là nhiều niềm vui và nhiều sức khỏe. Bữa hôm nay em có một cái mẩu chuyện khá là vui muốn gửi đến cho đại gia đình của mình ha. Thì có một cái ông thầy chùa này đó. Cái ông thầy chùa này, ổng ở trong một cái chùa, ổng có một cái sở thích đó là ổng nuôi một cái con chim. Cái con chim 7 màu này nè, ổng nhốt ở trong một cái lồng cũng khá là đẹp và xinh xắn, ổng để giữa cái chùa đó. Thì bao nhiêu những cái người Phật tử hàng ngày đến viếng chùa, đến thăm chùa, lại chùa và cúng điếu, thì người ta đi ngang qua, người ta dòm thấy, trời, sao đâu mà có con chim cát 7 màu đẹp quá mà chú cha ơi, từ hồi cha sanh mẹ đẻ giờ chưa bao giờ mình thấy có con chim nào mà nó đẹp vậy luôn. Thế là người ta mới lại gặp cái ông thầy chùa và nói rằng: thưa thầy, con thấy con cát con chim của thầy đẹp quá mà tụi con có thể là thò tay vào để mà sờ vuốt ve nó được không ạ? Thì ông thầy ông mới nói: được rồi, nhưng mà nhớ nhẹ tay thôi nha, tại con chim cát này là ổng cưng dữ lắm. Thì bắt đầu là từng bao nhiêu Phật tử đến thì đều có thể sờ tay vào, tiếng đồn lan xa thì những người người ta đến thăm chùa thì đang cũng đến thăm con chim cát luôn, người ta sờ vuốt ve, ta cưng nựng con chim cát 7 màu của cái ông thầy ông để giữa chùa đó. Rồi đến một ngày, ta nói thời gian thấm thoát trôi qua, ta nói đến một ngày đẹp trời thì cái ông thầy chùa này nè, ổng ra ổng cho chim ăn. Thì ổng nhìn, ổng chiêm ngưỡng, ổng nhìn ngó cái con chim cát ổng nuôi thì trời đất ơi, tá quả tập tư luôn. Tự nhiên bữa nay con chim cát của ổng nó rụng hết lông. Ta nói lông nó tự nhiên rụng hết trơn hết trọi à. Thì bây giờ ổng mới bực quá, kỳ này ổng sẽ làm một cái cách này để mà bảo vệ con chim cát của ổng. Ổng mới viết một cái tờ giấy, ổng viết là cấm không được sờ vào chim thầy. Rồi ổng mới dán cái miếng giấy đặc biệt của ổng lên trên cái chỗ lồng chim á. Thì kỳ này á là ổng muốn bảo vệ cho con chim của mình nó không có bị ai mà sờ lung tung rồi nó làm rụng lông, rồi nhiều khi nó mất sức khỏe rồi nó chết, nó tội nghiệp lắm, tại vì ổng cưng cái con chim khác này lắm. Thế là bao nhiêu người Phật tử đi ngang qua thì thấy cái dòng chữ đó rồi thì không ai dám thò tay vô sờ cái con chim cưng hết á. Thế là đến một ngày thì cái ông thầy chùa này ổng đang ở trong chùa, ổng đang đứng ở trong chùa thì ổng thấy có một cô gái khá là xinh đẹp. Cái cô gái này cổ đứng trước cổng chùa mà cổ cứ thập thò lấp ló, cổ có một cái điều gì mà cổ đang giấu ở trong lòng cổ thì sao mờ ám lắm. Thế là cái ông thầy chùa này ổng mới ra, ổng mới hỏi: thưa thí chủ, từ nãy giờ bần tăng đứng ở trong, bần tăng thấy thí chủ á, làm như có cái điều gì thí chủ muốn nói hay là muốn làm hay là muốn giúp đỡ hay gì đó, mà tôi thấy thí chủ cứ đứng thập thò lấp ló ở ngoài cửa chò cổng chùa hoài à, tôi thấy rất là kỳ. Thí chủ có điều gì thì hãy nói đi, có điều chi nói đi, có gì bần tăng sẽ giúp đỡ cho. Thì cái cô gái này cổ cũng ấp áp úng, cổ nói rằng: dạ thưa thầy, con xin thầy, nếu mà con mà nói ra thì xin thầy á hả, đừng có bắt lỗi con nha. Trời đất ơi, thí chủ phải nói ra thì tôi mới biết chứ, làm sao mà thí chủ nói vậy sao tôi hiểu gì. Thì thôi tôi hứa luôn để thí chủ an ta an lòng ha. Thì cái cô gái này cổ mới nói: dạ thưa thầy, con không có cố ý, chỉ là con quá thích cho nên con đã làm một cái điều dại dột mà thầy đã cấm, nhưng con đã làm thầy ơi. Thí chủ nói gì tôi không hiểu vậy, điều gì tôi cấm, điều gì thí chủ làm, thí chủ có thể nói rõ hơn cho tôi nghe được không? Dạ thưa thầy, con là một cái người mà thường hay đến chùa để mà viếng thăm chùa với má của con, thì bỗng một ngày con thấy thầy đang nằm ngủ ở trong phòng á, thì con lén lén con lấy tay con sờ chim thầy. Trời đất ơi, cái ông thầy chùa ổng nghe xong, tao nói ổng giật mình luôn. Ổng nói: trời ơi, có chuyện đó nữa hả? Dạ có ạ, có, cho nên con mới lại đây con thú tội với thầy nè. Trời đất ơi, quá trời quá đất vậy. Vậy có ai nhìn thấy không? Dạ thưa thầy, không ai nhìn thấy hết. Có chắc chắn không con? Trời ơi quá trời rồi, sao con làm chuyện này mà con không nói cho thầy biết? Dạ con sợ thầy la, cho nên con canh lúc thầy ngủ con lén lén con sờ. Thầy tha lỗi cho con được không thầy? Thì thôi được rồi. Thầy để tao tha, coi như lần này coi như cô lỡ, cô lỡ lờ lỡ đi, nhưng mà lần sau cô đừng làm gì nữa ngon. Cô làm cái gì thì cô cũng phải suy nghĩ. Trời đất ơi, lỡ như bao nhiêu Phật tử người ta đi viếng chùa, người ta thấy cô làm như vậy
rồi cái mặt mũi của tôi làm sao giấu ở đâu đây, trời ơi là trời. Trời ơi, tôi nghe cô kể xong á, da gà tôi nó nổi lên luôn nè. Trời ơi, cô gái ơi, tôi lại cô lần sau mà cô có vô trong chùa thì cô có nhớ cô nói tôi một tiếng để tôi biết nha cô. Trời ơi, tôi sợ cô quá à. Thì cái cô gái này cổ mới nói: dạ thưa thầy, con hứa là con không có lần sau đâu ạ. Lần này con ăn năn hối hận lắm mà con mới đến tìm thầy. Nhưng mà thầy ơi, cho xin phép con, cho con hỏi thầy một câu nữa được không? Trời ơi, cô hỏi gì cô hỏi đại chứ tôi sợ cô quá rồi. Dạ thưa thầy, con chim của thầy bữa nay á, nó có ăn chưa? Ủa, là sao? Tại vì hôm bữa con sờ chim thầy, con thấy lông lông chim của thầy ấy, nó mượt lắm, mà làm như con chim nó bị đói bụng hay sao á, con thấy nó cứ đi, mắt nó cứ dùm dùm kiếm đồ ăn hoài à. Vậy hả? Trời đất ơi, vậy là ý cô nói nãy giờ là cô nói gì? Là cô sợ cái con chim cát của tôi đó hả? Trời đất ơi. Trời ơi, cô không nói sớm sớm đâu, cô sợ con chim cát đi. Làm nãy giờ hả, tao nói tôi hết hồn luôn, tôi hú hồn, tôi tưởng cô sợ cái đó của tôi. Quá trời quá đất. Cái ông thầy này ổng tưởng sợ cái đó của ổng, nhưng mà cái cô gái này cổ đến chùa là để cổ lén lén cổ thấy con chim cát của ông thầy chùa này đẹp quá đi, mà ổng lại để cái bản cấm sờ vào chim thầy thì làm sao mà người ta dám sờ. Thành thử ra phải canh lúc mà ổng đi ngủ, ông thầy chùa đi ngủ rồi thì cái cô gái này cổ mới lén lén cổ sờ vuốt ve con chim cát, và cổ thấy trời ơi sao lông con chim cát nó mượt dữ vậy trời. Làm nãy giờ ông thầy chờ chùa ông nó ông chết cứng luôn, cho nên ông tưởng đâu là cái con nhỏ này nó nói cái gì. Đúng là tiếng Việt của mình nó phong ba bão táp không bằng ngữ pháp Việt Nam à, thì tiếng Việt của mình nó rất đa ngữ đa nghĩa, đó là những cái câu chuyện tục giảng thanh, nhưng mà người đời thì người ta dùng cái câu chuyện tục không mà ta không có dùng giảng thanh đó, thành thử ra mình sẽ hiểu cái nghĩa khác nhau. Và đôi khi một cái cô gái mà dám can đảm kể mà ngồi đây kể những cái câu chuyện tiếu lâm tục giảng thanh cho quý khán giả ở đây nghe thì sẽ chịu và hứng rất là nhiều gạch đá, nhưng Ngọc thì Ngọc rất là vui khi mà Ngọc không có sợ hay cũng sợ ai nói gì mình hết, mà mình rất là tự tin và vui khi mà mình đem đến những cái mẫu chuyện cho tất cả mọi người ở đây để có được những cái giây phút thư giãn trong những cái mùa giãn cách này. Thì tôi nói nhà ai ở nhà nấy rồi, rất là gặp rất là nhiều khó khăn cơm áo gạo tiền, cho nên là khi mà mọi người đến với cái kênh YouTube của Ngọc thì đôi khi cũng vơi đi những cái lo lắng trong phần nào trong cuộc sống, thì nghe những cái câu chuyện vui như vậy giống như mình góp vui cho quý đại gia đình của mình vậy đó. Thì nếu mà người nào mà chưa nghe hết câu chuyện thì người ta sẽ nghĩ là mình đang kể tầm bay tầm bạ, nhưng mà khi nghe hết câu chuyện rồi thì cô thấy câu chuyện không có gì hết trơn trọi. Thì cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều vì đã lắng nghe câu chuyện của em nha. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những clip tiếp theo. Bye bye.